Ngày 26 tháng 8, ông Võ Thanh Sơn, hạt trưởng hạt kiểm lâm Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, khi lực lượng đang tuần tra tại khuôn viên kho phân bón nhà ông Đức Quốc Lục Vương, đường Kim Thạch, phường 7, thành phố Đà Lạt, thì phát hiện có nhiều hộp gỗ không có dấu búa. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vương cho biết không biết ai đã để số lâm sản vào khu vực trên. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm kê, lập biên bản vi phạm hành chính hành vi tàn trữ lâm sản trái phép với 25 tấn gỗ dổi, nhóm 3, tổng khối lượng 2,64 mét khối. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được chủ sở hữu số gỗ trên. Sau đó, toàn bộ số gỗ được đưa về hạt kiểm lâm Đà Lạt để tiến hành điều tra làm rõ.